Alo, chào mừng các anh đã quay trở lại với kênh Dàn Si Hiệu. Hôm nay thì đầu video em giới thiệu với cả nhà một cặp trời sinh cả nhà ơi. Một cặp LV màu nâu đậm. Một em dép. Một em dép kẹp cả nhà ơi. Và một đôi giày Monte. Trước tiên là em giới thiệu với cả nhà đôi dép này trước nha. Đôi này thì em đã lên rồi cho cả nhà. Đó, anh khách rất là thích. Và anh đã order, nhưng rất tiếc là nó hơi to cả nhà nhé. Nên là hôm nay thì em lên lại cho các anh. Anh nào hôm trước có dặn em thì hôm nay có cơ hội sở hữu em nó nhé. Em dép này rất là đẹp và rất là độc lạ luôn, khó có đôi thứ hai lắm cả nhà ơi. Đó, em này là một cái mẫu dép kẹp nha. Đấy, đơn giản nhẹ nhàng. Bên hông ở đây nó có chữ Louis Vuitton Paris. Rồi, cái khoen huyền thoại của nhà LV này, quen huyền thoại nha. Và ở đây thì cũng có chữ LV này, ở chỗ cái khóa này có chữ LV cả nhà nha. Đó, đẹp lắm. Đôi này trong tình trạng rất mới luôn. Louis Vuitton Paris jean, lót jean màu nâu đậm. Rất mới và đẹp luôn cả nhà ơi. Đôi này là một cái đôi rất là hiếm và lâu lâu em mới có thôi. Anh nào vừa chân thì nhanh tay nha. Đây là lần thứ hai. Đó, lần đầu tiên thì anh khách đã rộng rồi và hôm nay em lên lại lần hai ha. Hy vọng là anh nào lần trước đã không kịp thì lần này sẽ kịp nha. Ở đây là cái phần nó nhô lên nha cả nhà. Để khi mà mình đi những cái ngón chân đó, còn mình nó nằm bên trên đó, rất là thoải mái luôn. Rất là mới và đẹp nha. Da còn rất là ổn áp, mềm và mịn lắm. Đế thì khỏi chê rồi. Đế cả nhà nhìn cái gót của em nó là biết cái độ mới rồi ha. Hầu như chưa mòn là bao nhiêu này. Chưa mòn bao nhiêu nha. Đế zin LV Made in Italia. Rất xịn sò và uy tín nha. Đế cao su và có rất nhiều những gai chống chừa sẵn này. Nó kẻ ngang này cả nhà nha. Và quan trọng hơn hết là em nó được may hết cả cái bộ đế rồi. Không sợ là bong keo hở đế cả nhà ơi. Đi lên chân rất là mềm nha. Sướng lắm, đã lắm cả nhà ha. Rất là phê luôn. Anh nào đi đôi này đi du lịch hoặc là đi cà phê cà pháo thì thôi rồi, quá sang chảnh luôn, không đụng hàng luôn nha. Những cái đôi này thì rất là khó mà đụng hàng được cả nhà ơi. Em này size chuẩn của nó là 42 năm nha, lanh quanh nha, giày thừa dép thiếu nha cả nhà, lanh quanh 42 năm 43 42 đi đều được ha. Và mã chốt hàng là C29, em bán 3,6 triệu nha. 3,6 triệu cho các anh, quá rẻ rồi. Rồi, tiếp theo là em giày LV Monte, cũng là màu nâu nha cả nhà nha. Mà em này kiểu như là màu nâu nâu đất nha cả nhà. Khóa của em nó là màu titan. Màu titan chứ không phải màu đen hoặc màu trắng nha. Đó, lấp lánh rất là đẹp luôn. Và nằm nổi bật lên trên cái mu giày ha, huyền thoại rồi. Hai bên hông có chữ LV này. Có hai cái khoen nhá, LV này, sau gót cũng LV cả nhà. Rất là xịn sò và đặc trưng của những cái đôi Monte luôn. Nói chung là lên chân những đôi Monte ấy, rất là nổi luôn cả nhà nha. Da của em này thì rất là đẹp rồi, hầu như là nó không có chảy xước gì nhiều ha. Đó, rất là đều và đẹp cả nhà nha. Em quay cận cảnh như cả nhà thấy này. Bộ đế này là bộ đế của nhà LV dòng Monte này. Đó, gồm những cái khối này cả nhà nha. Đó, và bộ đế này thì nó bị mòn ở hai bên góc ở đây này cả nhà nha. Có mòn cả nhà ơi, em quay cận cảnh cho cả nhà thấy này. Đấy. Còn bên này thì hầu như nó chưa có mòn gì luôn. Chủ cũ kiểu như là đã chạy xe hay kiểu gì đấy cả nhà, nó lệch về hai bên nha. Đó, phần còn lại thì rất là đẹp luôn. Chữ Louis Vuitton bên rứa dưới này, dưới đế này vẫn còn nguyên nha cả nhà. Những cái gai chống trượt của nó vẫn bên trên này, mòn ít thôi, không có nhiều đâu. Và bộ đế này thì cả nhà mình đi được vẫn còn rất lâu ha. Vẫn rất lâu nha cả nhà. Anh nào mà hữu duyên chơi luôn nguyên cặp cho em đi. Đó, vừa cùng size luôn và cùng màu luôn mới ghê chứ. Vô tình ha. Lót jean của nó màu nâu đậm luôn này, Louis Vuitton Paris nha. Đó, những cái đôi LV Monte thì mình khỏi phải bàn rồi. Đi đâu cũng được ha, đi làm cũng được, đi chơi cũng được mà. Phối với quần áo kiểu gì cũng được luôn. Đấy, sọt cũng được mà. Servin đóng thùng cũng được. Nói chung rất là tiện. Vì thế là em nó bán rất là chạy ha. Năm nào thì nhà LV bán cũng được, rất được luôn. Cái mẫu này size chuẩn 42.5 nè.
và mã chốt hàng là C33, em bán con này 7,4 triệu nha cả nhà. Đế nó hơi mòn nha cả nhà, em bán rẻ cho cả nhà nha, phần còn lại da rẻ thì rất rất đẹp. Đấy, căng mịn nha, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi tiếp theo gửi tới cả nhà một em giày mới tinh luôn. Mới tinh, tình trạng quá mới. Em này tới từ nhà Bali. Bali sở hữu một cái khóa lắc kê vàng nho nhỏ ở hai bên hông này. Một cái form rocker mũi thon gọn rất là yêu luôn nha. Đôi này thì hợp cho các anh tuổi trung niên nha. Da bê mềm nhũn mỏng và rất là mềm luôn. Lên chân nó căng form đẹp lắm. Rất là đẹp luôn. Bali này, cái kiểu khóa này. Da đẹp lắm cả nhà ơi. Đôi này nó quá mới đi nên là hầu như da của nó không có chảy xước gì. Chỉ có là da bê nên là da nó sẽ hơi nhăn nha cả nhà. Đấy. Đôi nó mới như thế này đó, như chưa đi đâu nhưng mà nó có nhăn nhăn do cái chất liệu da bê ha. Đôi này hầu như chưa đi nhiều nè cả nhà nha. Bali jean này. Gót jean nha. Chưa mòn gì cả. Đi chắc đi vài lần thôi cả nhà, vài lần đấy ha. Đế bên trên là đế da này. Em để nguyên để mình thấy cái độ mới ha. Còn anh nào mua thì nên em sẽ dán chống trượt cho tặng cho cả nhà nhé. Em sẽ dán tặng cho cả nhà luôn nên là mình yên tâm. Đó, form thon gọn dễ thương lắm cả nhà ơi. Bali made in Switzerland. Đấy, cả nhà thấy không? Mới rất là mới và mềm lắm cả nhà nhé. Da bê nha. Da bê nó mềm lắm chứ không phải là nhăn nheo vậy đâu. Mình đi lên chân nó căng form nó đẹp lắm. Đôi chân đôi giày á nó sẽ căng mịn ra, chất da đẹp lắm cả nhà. Size chuẩn là 40.5 ha. 40.5 nha cả nhà, 40 đi không được nha. 41 thì cũng không được luôn. Chuẩn 40.5 cả nhà ơi, mã chốt hàng là C31. Em bán 1,5 triệu ha. Đó, dán tặng miếng chống trượt phía trước luôn. Đó, còn anh nào không thích dán thì thôi em để luôn, đỡ tốn 200k ha ha. Quá đẹp cả nhà. Quá mới luôn và quá rẻ nữa chứ. Rồi gửi tới các anh một cái đôi giày loafer của nhà Fera. Em này là cái dòng xịn sò thứ hai của nhà Fera nha. Chất da nó bóng và nó mịn phê quá cả nhà, nhìn nó đã gì đâu này. Em này thì nó sở hữu cái khóa nho nhỏ xinh xinh thôi. Cái khóa, cái logo của nhà Fera này, hai cái khóa nhỏ nhỏ thôi nha. Thay vì những cái khóa to thì em này sở hữu cái khóa nhỏ thôi. Cái da của nó mới là đáng nói này. Căng bóng và mịn màng đã lắm cả nhà ơi. Đôi này lên chân cũng rất dễ phối đồ. Em nó màu đen và cơ bản là nó tiện lợi lắm, mình cũng chỉ việc xỏ thôi, không cần cột dây nha. Độ mới rất cao nha cả nhà. Như gót này, da này đều rất mới và đẹp ha. Rất mới và đẹp cả nhà nha. Quá xịn sò luôn. Đế của em này này. Dòng Lavazzano. Đấy, đắt thứ hai sau Chameza thôi nhé cả nhà. Fera made in Italia này. Xịn sò lắm và cái gót của nó mòn chút xíu thôi, không đáng kể đâu. Những cái bộ đế này mình đi thì vài năm không hư, đế da và nó may hết rồi nha cả nhà. Xịn lắm. Yên tâm ha. Lót jean này, Fera made in Italia nha. Đó, đôi này cả nhà thấy không? Lên chân này, cái form của nó không có sushi nha, rất là đẹp. Da dáng và chất liệu đều đẹp, màu của nó màu đen nữa, dễ phối đồ lắm. Em này size chuẩn 41 luôn và mã chốt hàng là C30. Em bán 2,7 triệu thôi nha. Đó, một đôi giày xịn sò nữa và rất đẹp, gửi tới cả nhà và giá thì rất là hữu nghị bình dân luôn, 2,7 triệu thôi cả nhà. Rồi tiếp theo một đôi giày Fera nữa, em bán rẻ để cả nhà mình mang nha. Đôi này là cái chất liệu da bê, nó mềm nhũn luôn. Và một cái thiết kế rất là lạ của nhà Fera. Em này sở hữu da đan, khóa lệch Ferragamo này. Mềm, da nó mềm mịn lắm cả nhà ơi. Form này, form loafer rất là dễ thương luôn. Da bê mềm mịn ha. Đấy. Da hầu như là rất ít chảy xước nha cả nhà. Rất ít chảy xước. Đã lắm. Da của nó này, các anh mà đi lên chân mới cảm nhận được sự êm ái và mịn màng của nó nha. Hình móng ngựa nè, có chữ Fera ở đây nữa này. Xịn sò lắm cả nhà ơi.
Da thì không có bị chảy xước gì nhiều ha, và nó mềm nhũn luôn. Đế da khâu nha, cái gót của nó hầu như mòn ít nha cả nhà. Gót của nó là cái chữ Fera còn nguyên nha. Bên trên đế da khâu này, chắc lắm cả nhà. Và em dán chống trượt sẵn phía trước rồi. Đấy, chỉnh chu nha. Đế gót mòn rất ít nha cả nhà. Mòn rất ít luôn. Da bê mềm nhũn. Ferragamo made in Italia lót jean này. À, đẹp lắm cả nhà. Và chất liệu của nó thì khỏi chê rồi này. Mềm nhũn như vún luôn. Đã lắm. À, và đôi này thì em bán rẻ luôn cả nhà này. 1,9 triệu thôi nhá. Size đẹp, size 39 nha. Và mã chốt hàng là C32. Quá rẻ cho một đôi giày tới từ nhà Fera. Một đôi loafer da bê mềm nhũn luôn. Rồi, cuối cùng là một đôi giày sneaker Louis Vuitton. Đôi này thì em lên rồi và cũng có khách chốt rồi, nhưng mà anh lại đi rộng, cũng giống như đôi dép, nên là em lên lại cho cả nhà mình nha. Đôi này thì quá đẹp rồi, tông màu của nó này. Chất mà bên trên là da numbers nha cả nhà. Đó, da numbers xịn sò nha. Ở đây là da lộn này, đã lắm. Trời ơi, sờ vào cảm giác như là tuyết vậy đó. À, ở đây là logo của hãng này, Louis Vuitton này. Đẹp lắm cả nhà. Dòng này là cái dòng rất là đã luôn. Đi lên chân nó tiện lắm. Mình đi chơi, đi du lịch đều đẹp này. À, đẹp lắm cả nhà. Đế của nó cũng là kiểu như màu nâu luôn nha. Cà phê sữa Louis Vuitton. Đó, đế jean này. Và nó may hết rồi ha. May hết rồi. Đôi này nó thiết kế kiểu rất đẹp luôn cả nhà. Cha thanh nhã lắm này. Đấy, hai bên nó có hai cái chun nữa này. Có hai cái chun đó để mình co giãn khi mình mang ra, mang vào ha. Rồi thêm cái chỗ miếng da này để nó kiểu như là nó đỡ cái gót cho mình êm ái, nhẹ nhàng á. Đã lắm cả nhà ơi. Cực kỳ là đã luôn. Louis Vuitton Paris này. Lót jean, tông sệt tông, màu luôn nha. À, tất cả đều rất mới và đẹp luôn cả nhà ơi. Form thon gọn, dễ mang. Em này size chuẩn là size 41.5 hoặc là 42 thon đi vừa. Đấy, mã chốt hàng là C28, em bán 4,2 triệu nha. Rất đẹp luôn cả nhà ơi. Da numbers nha. Ở đây thì nó có chảy một chút thôi, không đáng kể đâu cả nhà. Đó, cái tông màu nó tông sạch tông rất là đẹp ha. Đẹp lắm, cái form của nó rất là trẻ trung và lên chân rất là sướng. Anh nào đi du lịch đó, đi đôi này đã lắm. Trời ơi, nó vừa mềm vừa êm và cái form của nó lạ nữa này. Cả nhà thấy thiết kế của nó này, cực kỳ thoải mái ha. Và đẳng cấp luôn. Đế nha, chưa mòn bao nhiêu này. Đế jean này, LV. Chưa mòn bao nhiêu ha cả nhà ơi. Đẹp lắm. Đi rất là sướng luôn. Những cái chỗ đen này là những cái chỗ kiểu như đạp trúng lửa hay gì nữa, gặp thuốc lá đó cả nhà, không thành vấn đề nha. Đó, đẹp lắm. Đó, Louis Vuitton này. Quá xịn sò và đẹp luôn. Rồi, anh nào 41542 thì nhắn cho em 0921 967 567 nha cả nhà. Em cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo nha.